Các bạn ơi, cảm giác hơi trông trên một tí khi mà chúng tôi đứng trên những lồng bè giữa biển khơi như thế này. Nhưng mà nó sẽ là một cảm giác rất là háo hức khi mà Ngọc Huy về làng ngày hôm nay đang rất là mong đợi. Và Ngọc Huy nghĩ rằng là không chỉ vì chúng tôi đang thích thú đâu ạ, mà những phật thủ đều mong muốn một lần đến như thế này. Vâng, và để biết được chúng tôi đang có mặt tại đâu thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh của những cung đường rất tuyệt vời mà Lê Hà và Ngọc Huy đã trải qua trước đó nhé. Anh ơi, anh đang làm gì vậy anh? Đang kéo lưới chứ làm gì em? Dạ. Thấy Hảo hỏi. Anh ơi, bè của mình là nuôi những loại cá nào? Thì anh đang nuôi cá bóp, cá chim. Dạ, cá này thì mình nuôi trong bao lâu thì mình có thể thu hoạch được ạ? Nếu mà cá bóp thì mình nuôi 12 tháng. Dạ. Còn cá mú thì mình nuôi 2 năm ạ. Wow, cá mú là nuôi 2 năm luôn ạ? Trọng lượng khi mà mình thu hoạch đó là cỡ khoảng bao nhiêu các loại ạ? Nếu mà cá bóp thì con cỡ 7 kg mình bán được, còn cá mú con 2 kg thôi. À, 2 kg nhưng mà phải nuôi trong 2 năm luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ. Làng thấy không? Trời, cá quá trời, cá nó bơi tung tăng quá trời kìa. Ôi, nhiều quá. Hấp dẫn quá hả? Ừ. Anh ơi, lần đầu tiên con thấy em thấy con cá mà nó ở trong bè luôn á anh. Mà giờ mình có cách này mình bắt nó lên luôn anh? Thì đơn giản thôi, mình chỉ kéo lưới lên lấy vợt mình vớt thôi. À, dạ. Vậy hả? Bây giờ tụi em Lê Hằng có muốn thử một lần vớt lên cá gì không? Tụi em sẽ phụ anh kéo lưới lên để vớt thử mấy con cá này. Ôi, hàng cẩn thận nha, tại vì chúng ta đứng không quen những cái bè này đó. Wow, chắc là đây là con cá to nhất trong cái bè này rồi chưa anh? Chưa, con kia, con kia to hơn hả? Wow. Có lẽ bây giờ thì Lê Hằng sẽ vớt một con lên để tí nữa chúng ta ăn trưa đi Lê Hằng hả? Cái chiếm. Các bạn ơi, đây chính là thành quả chúng tôi ngày hôm nay đã vớt được. Và đây sẽ là những món ăn trưa của chúng tôi rất là hấp dẫn ạ. À, những con mực vẫn còn rất là tươi óng ánh đây các bạn ạ. Và cá nó còn đang nhảy trong lưới đây ạ. Đây là những chú hầu giá, thưa quý vị, rất là hấp dẫn mà chúng tôi sẽ nướng ngay bây giờ. Không thể nào cưỡng lại nổi được nữa. Trông thật là hấp dẫn đúng không anh? Chúng ta nướng 3 cây đi ha. Quý vị và các bạn thân mến, đến với Đầm Môn ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh thì du khách không chỉ được ngắm nhìn những khung cảnh rất là hoang sơ và thanh bình mà bên cạnh đó một điều rất là thú vị khác đó chính là thưởng thức hải sản ở đây. Đến với Đầm Môn, chúng ta sẽ còn được đến với những lồng bè và được tận tay bắt những chú hải sản tươi sống còn bơi dưới biển ạ. À, và sau đó được chế biến tại chỗ thế này, quả thật là một trải nghiệm rất là hấp dẫn thú vị quý vị ơi. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Điểm Đến Cuối Tuần cũng xin được khép lại. Còn bây giờ thì Ngọc Huy và Lê Hằng phải thưởng thức ngay những hải sản này thôi quý vị ơi. Wow. Ngắm nhìn những khung cảnh rất là hoang sơ và thanh bình mà bên cạnh đó một điều rất là thú vị khác
Đây. Nói. Em mới hết rồi, đi nói gì nữa.